Xuân Long và Thúy Vi xin chào và cảm ơn quý khán giả cùng bà con nông dân đang dành thời gian theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị hoàn toàn có thể xem lại chương trình đã phát sóng cùng nhiều thông tin khác hữu ích tại trang thông tin điện tử lamdongtv.vn. Trong chương trình ngày hôm nay, Thúy Vi và Xuân Long sẽ đồng hành và chia sẻ đến quý khán giả và bà con những mô hình sản xuất nông nghiệp, những loại cây trồng mới đã và đang được nhiều nông hộ tại Lâm Đồng ứng dụng vào canh tác, mang lại hiệu quả kinh tế khá khả quan và nhiều thông tin đáng chú ý khác. Không biết là quý vị khán giả và anh Xuân Long đã từng nhìn thấy hay là ăn thử loại quả này chưa ạ? Theo Xuân Long thấy ở đây thì có vẻ như là một loại bí đúng không Thúy Vi? Và màu sắc và hình dáng của nó thì có vẻ hơi lạ mắt. Vâng, hiện nay thì người tiêu dùng khá là ưa chuộng loại bí này, đó là bí giọt nước. Tuy chưa xuất hiện nhiều tại Lâm Đồng nhưng tại xã Xuân Thọ của thành phố Đà Lạt, một số nông hộ thì đã đưa vào trồng thử nghiệm và bước đầu cho thu nhập khá ổn định với giá bán trên thị trường dao động trong khoảng từ 45 đến 50.000 đồng một ký. Bí giọt nước là giống bí nhập từ Mỹ, có thể ăn luôn vỏ, chỉ cần bỏ ruột. Đặc biệt giống bí mới này có vị ngọt, mềm và dẻo hơn so với bí đỏ thông thường. Anh Châu Ngọc Hiếu là một trong bốn hộ tại xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, đang canh tác bí giọt nước. Hiện nay, trên 1.100m2 diện tích nhà kính, anh trồng 2.300 cây cho thu hoạch mỗi ngày trong khoảng từ 50 đến 60 ký và được thu mua tại vườn với giá 40.000 đồng một ký. Nếu chăm sóc kỹ, diện tích bí giọt nước này có thể thu liên tục 6 tháng. Trọng lượng quả đạt từ 1 đến 1,5 kg một quả. Theo chia sẻ của anh Hiếu, giống bí này khá dễ chăm sóc, chỉ cần lưu ý cắt bỏ lá bị phấn trắng, còn lại anh sử dụng hoàn toàn phân bón sinh học, không phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học. Với thị trường ổn định được thu mua theo hợp đồng liên kết, các hộ trồng bí giọt nước hiện đang có thu nhập ổn định. Không riêng tại Đà Lạt, ở vùng rau lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng là huyện Đơn Dương, nhiều nông hộ cũng đã mạnh dạn chuyển đổi sang một số giống rau mới đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Và nhờ đó thì thu nhập của gia đình cũng tăng lên rõ rệt. Vâng, và ngay sau đây mời quý vị cùng đến thăm một mô hình trồng giống cải keo hay còn gọi là cải xoăn cho thu nhập từ 30 đến 40 triệu đồng một tháng. Cải xoăn từ khi xuống giống cho tới ngày thu hoạch lá chỉ khoảng 45 ngày. Đây là loại cây trồng dài ngày nhưng cho sản phẩm quanh năm. Do chỉ thu hoạch lá nên cây đạt chiều cao tối đa lên tới hơn 1 mét, năng suất lá tăng dần theo độ tuổi của cây. Cải xoăn được gia đình anh trồng trên đất thịt, các luống cao khoảng 20cm, rộng 1,2 mét. Gia đình anh Thơm đã lắp đặt hệ thống tưới tự động và lắp đặt trực tiếp vào các luống cải xoăn nên tiết kiệm được đáng kể lượng nước và phân bón, giảm được giá thành trong sản xuất. Hiện cải xoăn được tiêu thụ ở các chợ đầu mối và siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh với giá 40.000 đồng một ký. Với sản lượng thu từ vườn cải xoăn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh, cao hơn nhiều so với trồng các loại rau khác. Tạm rời vùng rau Đơn Dương, chúng ta tiếp tục trở lại với Đà Lạt cùng thông tin liên quan đến quả hồng, một sản phẩm vừa được cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền. Vâng, Thúy Vi có thông tin cụ thể gì về loại quả này không? Vâng, như chúng ta đang thấy, đây là hình ảnh những vườn hồng tại Đà Lạt đang trĩu quả và chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Chủ yếu các giống hồng được trồng tại Đà Lạt là trứng lóc, tám hải, v.v. Và mời quý vị khán giả cùng bà con sẽ tìm hiểu quy mô cũng như quy trình canh tác chế biến quả hồng tại Đà Lạt ngay sau đây. Hiện hồng Đà Lạt đạt diện tích 370 hectare, hầu hết trồng sen trong vườn cà phê. Mỗi vụ Đà Lạt cung cấp trên 4.000 tấn hồng ăn trái dạng tươi và 450 tấn được đưa vào lò sấy điện, sấy gió. Do đặc thù trái hồng chỉ chín trong một thời gian ngắn, đã có lúc nhu cầu thị trường sụt giảm nên trái hồng rớt giá nghiêm trọng. Từ sự hợp tác giữa thành phố Đà Lạt với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA, nghề làm hồng treo gió đã thổi một luồng gió mới đến với cây hồng Đà Lạt. Hiện nay, hồng Đà Lạt không chỉ ăn trái tươi mà còn được sấy gió theo công nghệ Nhật Bản, mềm, dẻo, mang vị ngọt nguyên bản của những trái hồng cao nguyên. Với giá trung bình từ 10 đến 12.000 đồng một ký, đầu và cuối mùa có thể lên tới 30.000 đồng một ký. Cây hồng thực sự đang mang lại nguồn thu không nhỏ cho người nông dân. Chính vì vậy, diện tích hồng ngày càng được mở rộng với các giống hồng chất lượng cao. Việc áp dụng công nghệ sấy gió cũng như được cấp nhãn hiệu chứng nhận là một bước tiến trong việc nâng cao giá trị của quả hồng Đà Lạt, giúp loại quả đặc sản này phát triển bền vững trên vùng đất mới. Và trong một nhịp cầu nhà nông ở cuối chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tập trung đề cập rõ hơn về nỗ lực của địa phương cũng như người nông dân trong việc xây dựng và phát triển chứng nhận nhãn hiệu này. Thưa bà con và các bạn, hầu như ở địa phương nào thì cũng sẽ có những lợi thế để phát triển một hay là một số loại cây trồng vật nuôi. Và ở Quảng Bình, hiện tại thì mô hình nuôi cá lóc đang là mô hình đem lại thu nhập ổn định cho bà con ở đây. Như quý vị và bà con cũng có thể nhìn thấy, đây là hình ảnh những bể nuôi cá lóc trên cát đang được bà con ngư dân ở Bãi Ngang, tỉnh Quảng Bình phát triển để thoát nghèo.
Vâng, vùng biển bãi ngang là những vùng biển không có cửa sông, cửa lạch từ đất liền đổ ra biển. Người dân có thu nhập thấp, bấp bênh vì chỉ khai thác ven bờ với các loại tàu thuyền công suất nhỏ. Do vậy, những mô hình như thế này đã góp phần giúp người dân tại đây vươn lên phát triển kinh tế. Với ao có diện tích mặt nước khoảng 300 m², có độ sâu từ 0,7 đến 1 m thì thả khoảng 3 vạn cá giống. Thời gian nuôi từ 5 đến 6 tháng tùy vào chăm sóc của người nuôi là có thể xuất bán. Sản lượng trung bình của mỗi hồ đạt từ 6 đến 7 tấn cá thương phẩm. Giá bán cá dao động trong khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng một ký tùy vào từng thời điểm nhất định. Tổng thu mỗi hồ sẽ đạt khoảng 270 đến 300 triệu đồng. Trong khi nghề nuôi cá lóc giúp bà con ngư dân ở Quảng Bình thoát nghèo, cây na đã và đang phát huy tốt vai trò của loại cây trồng mũi nhọn trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, giúp nhiều hộ dân giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Vâng, Thúy Vy còn được biết rằng là các nông hộ tại đây đã đi sâu chuyên canh nên là sản phẩm có chất lượng ngày càng cao. Và đặc biệt là với kỹ thuật canh tác được các cơ quan nhà nước tập huấn hướng dẫn thì người dân ở Liên Khê có thể chủ động trong việc thụ phấn, chọn vị trí cho ra quả và có thể cho thu hoạch sản phẩm này suốt 6 tháng trong một năm. Mỗi năm, người dân ở xã Liên Khê thu được từ 700 đến 800 tấn na thương phẩm có giá trị kinh tế cao. Sản phẩm na Liên Khê đã được tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh thành từ Quảng Bình trở ra. Hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Liên Khê đang đứng ra bao tiêu cho các hộ dân liên kết sản xuất với hợp tác xã. Kỹ thuật chăm sóc quan trọng nhất là chọn được điểm cho hoa thụ phấn và chủ yếu tập trung thụ phấn trong thân. Hiện tại, các nông hộ trồng na bở tại đây đều có thể điều tiết để na có thể cho ra quả từ tháng 6 đến tháng 12 âm lịch hàng năm. Một cây có thể thu được từ 10 đến 15 kg. Nếu chăm sóc tốt thì mỗi hecta cho được khoảng 9 tấn na trong một năm. Tiếp theo chương trình sẽ là một kinh nghiệm trong canh tác lúa của nông dân tỉnh Bình Định khi thực hiện mô hình quản lý cây trồng tổng hợp áp dụng 5 giảm 3 tăng trong thâm canh cây lúa chất lượng. Vâng, theo Xuân Long thì 5 giảm 3 tăng ở đây có nghĩa là giảm giống gieo xạ, giảm lượng phân đạm, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm nước tưới, giảm thất thoát sau khi thu hoạch. Và 3 tăng đó là tăng năng suất, tăng chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh tế, đúng không Thúy Vy? Vâng, đúng như vậy Xuân Long. Mô hình này còn tạo ra những sản phẩm sạch, hạn chế được tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sức khỏe của con người và nhất là bảo vệ môi trường. Đối với diện tích canh tác lúa tại Lâm Đồng, nếu như áp dụng phương pháp canh tác này thì chắc chắn cũng sẽ thu được nhiều kết quả. Theo đó, các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% giống, vật tư, phân bón và được tập huấn hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật trong quá trình sản xuất, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật sản xuất lúa thâm canh, quản lý dinh dưỡng tổng hợp, kết hợp biện pháp canh tác tưới ướt, khô, xen kẽ, giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh gây hại, giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Trong quá trình sản xuất, nông dân đã tuân thủ đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, từ khâu làm đất xuống giống đến đầu tư chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao hơn hẳn so với ruộng đối chứng. Như đã đề cập ở phần trước của chương trình, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với vấn đề xây dựng thương hiệu Hồng Đà Lạt. Thưa bà con, hồng là loại cây ăn quả đặc sản được trồng nhiều tại thành phố Đà Lạt và huyện Đơn Dương, Lạc Dương. Đặc biệt là hồng giòn và hồng dẻo sấy khô Đà Lạt rất được du khách ưa chuộng. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận hồng Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ độc quyền. Trái hồng Đà Lạt đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường và giá trị kinh tế cũng sẽ tăng lên đáng kể, nâng cao thu nhập cho người trồng hồng cũng như là các cơ sở chế biến. Trong những năm gần đây, trên thị trường xuất hiện sản phẩm hồng nhập khẩu từ Trung Quốc, gây khó khăn cho người tiêu dùng khi phân biệt hồng Đà Lạt với hồng nhập khẩu. Chính vì lẽ đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ nhãn hiệu độc quyền hồng Đà Lạt. Hồng ăn trái của thành phố Đà Lạt, thì trước nay thì chúng ta cũng biết là có hai cái công nghệ. Một là chúng ta ăn tươi, hai là chúng ta sử dụng cái sản phẩm là hồng khô. Hồng khô ở đây là chúng ta là chủ yếu là hồng sấy khô. Như đây thì có một cái công nghệ mới nữa là thành phố Đà Lạt vừa qua cũng đã kết hợp với các đơn vị và được cái sự mà tài trợ của Nhật Bản đã đưa một số nông dân cũng như là sang bên Nhật Bản để học cái kỹ năng mà sử dụng là cái hồng treo gió, hồng nói chung là hồng dẻo. Thì trong cái sản phẩm thì chúng tôi cũng đã thành lập một hợp tác xã tại xã Xuân Trường để tập hợp lại các hộ sản xuất trồng và sản xuất hồng liên kết lại với nhau, đưa ra một cái quy trình sản xuất đảm bảo về mặt chất lượng cũng như là cái
nâng cao cái giá trị của cái sử dụng của trái hồng của Đà Lạt. Nhãn hiệu chứng nhận này sẽ được cấp cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm trái hồng trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Trong đó gồm các loại được trồng phổ biến như là hồng trấn, hồng vuông, ông đồng, hồng tám hải, hồng chén, hồng Fuji. Việc có được nhãn hiệu chứng nhận hồng Đà Lạt sẽ giúp loại trái cây này có sức cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thị trường của các nước khác. Nhận được cái nhãn hiệu này rồi thì nói chung là đã đem lại được cái thương hiệu cho cái hồng ăn trái. Thì về nông dân thì củng cố là về chăm sóc vườn hồng và chăm sóc phân bón để mà nâng cao được cái giá trị của cái vùng nguyên liệu của trái hồng. Về phần nông dân tham gia vào cái vùng liên kết này thì cứ tham gia vào đủ như là trồng và chăm sóc và bón phân theo quy trình kỹ thuật để mà nâng cao cái giá trị cho trái hồng. Ngoài diện tích trồng trên địa bàn thành phố, Đà Lạt cấp cả quyền sử dụng nhãn hiệu cho các cá nhân, doanh nghiệp trồng, sản xuất kinh doanh hồng ở các vùng phụ cận như Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương nhằm mở rộng thương hiệu hồng Đà Lạt. Cây hồng dần được bà con nông dân chú ý chăm sóc hơn, chất lượng cũng ngày được nâng cao qua những cách làm hướng đến hữu cơ. Tính ra vườn của mình đây bắt đầu chuyển đổi, năm nay là năm thứ 6 và cho thu hoạch được 4 năm rồi. Và thấy năng suất thì giá thành thì nó cao gấp đôi hoặc gấp ba những cái hồng hồi xưa. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Mình hạn chế bớt cái thuốc cỏ. Nghĩa là vườn nhà không bao giờ bơm thuốc cỏ. Chỉ có phát, thuê công phát. Mình làm không nổi thì thuê công khác. Chứ còn thuốc cỏ thì không sử dụng. Và sử dụng phân hữu cơ là chính. Tuy nhiên để cây hồng thực sự phát triển và phát huy tốt thương hiệu, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập gắn mác hồng Đà Lạt, thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nông dân cũng như là các cơ sở chế biến kinh doanh hồng biết đến nhãn hiệu độc quyền hồng Đà Lạt. Từ đó sẽ có những kỹ thuật canh tác, chăm sóc, thay đổi giống phù hợp, đồng thời tăng cường việc xúc tiến thương mại cho các sản phẩm hồng tươi, hồng chế biến. Song song với đó là hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất hồng khô từ cây trong vườn tới trái sấy đưa đến người tiêu dùng cũng cần được ưu tiên. Vâng, hy vọng rằng với sự nỗ lực từ chính quyền địa phương cũng như người nông dân thì sản phẩm hồng Đà Lạt sẽ sớm tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 365 ngày chuyển động kỳ này. Quý vị và bà con quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Đến đây thì Thúy Vi và Xuân Long xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại bà con và quý khán giả vào các chương trình sau.